Xin chào các anh chị nhé. Giờ tối muộn này em có thời gian để test một số cái CV chống giật nội địa Nhật Bản. Đấy thì em có rất nhiều loại. Đây em cả trong thùng người đó, em chưa kịp gỡ ra. Thì em sẽ giới thiệu qua các bác một số dòng CV. Ở đây thì em có mấy con CV cóc bé. Cái này thì chủ yếu là lắp hãng Leysonal nhé. Chủ yếu lắp cho các cái phòng nhỏ, cái điều hòa hoặc là cái nhà tắm lắp cho cái bình nóng lạnh ấy nhé. Thì đây là một cái CB của hãng Koikotu Kyoto. Đấy, hai con CB bé, còn đây là dòng CB to này, CB đại to hơn vốc tay luôn. Thì cái này là của hãng Fuji 30A, dòng giò là 15i. Đấy, có rất nhiều loại, nhiều hãng khác nhau nhé. Còn đây là của hãng Fuji này. Đây là cái 40A của hãng Mitsubishi. Đây cũng lại một cái 40A nữa của hãng Leysano. Đây là một cái 30A của hãng nội địa Nhật Bản. Ở đây em có cái rất to nhé. Cái này là cái 150A của hãng Lito. Cái này nó có gạt luôn nhé. Đây này, gạt này từ dòng giò 150 sang 200 này. Đấy, tức là nó điều chỉnh cái độ nhạy nhé, điều chỉnh độ nhạy đấy. Đấy, có lực gạt đúng không ạ? Cái này là ba pha với nhá, ba pha có nhìn to chưa? Rất to luôn. Cái này nó phải đến 17, nếu mà chiều dài nó phải đến 17 cm đấy. À, đây, đó hơi trái tay bác chắc khó nhìn. 16 cm các bạn. Đấy. Chiều dày của nó là gần 7 cm, rất to các bạn. Sao mà nó làm to thế, nặng gần cân đấy. Những cái bình thường này là cũng chiều sâu của nó là tầm khoảng 6 cm, còn chiều dài của nó thì vào khoảng 9 cm rưỡi. Đấy, cái thật của thằng Nhật sao làm to dày thế, chắc chắn thế. Rồi bây giờ em vào vấn đề chính. Em cho này ra cho gọi. Đây, hôm nay thì em sẽ thử cái hát đầu tiên của hãng Lito. Này là có dòng hát này 30A nhé, dòng giò là 30mm. Đấy, nó còn rất nhạy nha bác, khi nó nhảy thế thì gạt xuống, bác này gạt lên nhá. Cái này là cái thử mà. Đấy. Rồi. Bây giờ thì em mới thử sang độ nhạy của nó nhá. Rồi em cho nó sẽ dập một con cá này xem thế nào. Đấy, có thấy chưa? Nhạy chưa? Rất trên này nhạy. Đấy. Tiếp theo thì em lại tiếp tục test chiếc CB của thằng Fuji nhé. Đấy, cái này nó gạt xuống này, hất lên này. Đấy, thử nhé. Đấy, rất nhạy quá nhá. Đấy, rất nhạy. Rồi bây giờ thì em tiếp tục thử trên con cá xem là nó có nhảy không nhá, xem thiết bị nó có nhạy không. Đây. À, bên đấy nó không phải gì. Dương rồi. Đấy, có thấy chưa? Nó rất chỉ là nhạy nhá. Các bác nhìn này, cái đấy, chỉ chưa tới 1 giây nó đã nhảy ngay rồi. Thế mà nếu một người bị giật thì nó rất chỉ yên tâm.
Không sợ là nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì cái thằng Nhật nó nghiên cứu rồi. Bây giờ em tiếp theo em sẽ thử tiếp một cái nữa nhé. Và tiếp theo thì em lại test tiếp một chiếc CB nữa nhé. Thì đây là chiếc CB của hãng Lessonlo 40A, dòng giò là 30 mm. Đây thì em đấy, các bác thấy chưa, nó rất nhạy nhé. Đấy, em có thấy chưa, nó rất chỉ là nhạy này thì tuyệt vời luôn. Bác nào mà dùng cái dòng này thì không có gì mà phải suy nghĩ cả. Đấy. Bây giờ em lại test ra trên con cá nhé. Đấy, bạn thấy chưa, nhạy thế cơ mà. Con cá nó chỉ kịp dẫy lên cái là nó đánh. Đấy, thầy bác nhìn chưa? Đấy, nhìn trực tiếp con cá chưa? Đấy, em lại tiếp tục thử cái nữa nhá. Con nhìn nhá. Sẽ kéo về xong gắn lên. Cái này rất tốt đấy các bạn. Thế nếu mà chẳng may mà người mà có chạm một cái thì mới yên tâm, bởi vì sao? Nó nhảy ngay mà. Đấy, cá co người lại rồi này. Đấy, có thấy nó nhạy quá.